quý vị nhìn thấy không, hái xe gì đâu mà hái phụ cũng tông teo như tiết cương, nó không có chắc mà chảy nó không ngon. Ủa mà 23 ngoài thị trường có chưa? Có rồi anh, có rồi, về Việt Nam mình xong bánh đó rồi đó. Sao em không mua chiếc cho anh review? Xin chào diễn giả, hôm nay tiết cương rất là vui khi gặp một cặp xe như là tuy không phải là lâu đời nhưng mà được rất nhiều những người yêu thích xe, từ giới trẻ đến sồn sồn như Tiết Cương cho tới chuyên bằng lão tướng đều rất là mê dòng xe số, đó là cặp xe đó, Future Neo FI của Honda Việt Nam. Và đây là một chiếc quay 105i Thái hàng mới đèn LED. Như là Tiết Cương sẽ review và có một so sánh chút xíu, tuy nó hơi khập khiễng nhưng mà cũng giống như là để mình review, để mình chia sẻ những cái ưu khuyết điểm của nó với sự trợ giúp của ông chủ Cường đã trải nghiệm xe, và chúng ta sẽ chia sẻ. Đầu tiên về thiết kế thì Tiết Cương thấy là cái dòng Funeo này của mình là nó có từ 206 tới 209 ha, và 210 cũng có luôn, 210 là đầu 210 thôi. Dù là ít. Thì chúng ta thấy là cái thiết kế của nó là cái nó nhìn nó mảnh khảnh hơn ha. Nó thon gọn hơn so với quý vị thấy so với dòng Fulet sau này. Thì nó cũng cái này nó cũng trùng với cái Fulet của Việt Nam mình, nó quay Y Thái nhưng mà ngoại hình nó cũng tương tự khoảng 90%. Thì đặc điểm là xe của Thái hay cái là tất cả các dòng quay Thái đều gắn gỗ được hết ha. Dạ đúng rồi, nhưng riêng xe Việt Nam thì không gắn gỗ được quý vị, gắn phải chế thì, nhưng mà vô nó phá mặt nạ cũ lắm quý vị ơi, đó nó sẽ phá mặt nạ. Còn đây thì chiếc này đó, quay Thái thì gắn được mặt nạ. Ủa cho anh hỏi cái quay Thái mà cùng đời với Phil Nam này cũng gắn mặt nạ được luôn hả? Ủa gắn rổ được luôn hả? Gắn rổ được, gắn rổ được hết quý vị đó, nó rất là tiện. Còn như xe Thái em thấy gắn rổ được hết rồi. Đúng rồi, xe Thái họ gắn rổ được tại vì tiện dụng quý vị. Bên đó họ đi xe ôm nhiều lắm, xe Thái đi xe ôm không? Đúng rồi, thì đó vừa rồi Tiết Cương của anh có qua bên Thái review á, đa số những dòng quay này Thái là họ chạy xe ôm rồi, để áo phát rồi nón rồi, tại vì cái hạn chế của xe số thì quý vị biết cốp nhỏ mà. Và bây giờ chúng ta sẽ quý vị nhìn đầu đèn thấy không, cái này thì nó gọn hơn mà dưới thì bự hơn đó. Và đây thiết kế nó có cái mặt nạ trắng gió nhìn nó thể thao đó. Mà riêng về dòng này thì quý vị thấy dàn tem thiết kế rất là đẹp. Những cái đời sau này họ không chú trọng về thiết kế tem, nhưng riêng cái dòng Funeo này tem rất là đẹp quý vị. Và động cơ thì hai cái đều là 125 FI hết ha. Nhưng mà qua cái sự trải nghiệm của Cường thì và cả bản thân Tiết Cương thì thấy thì thích cái Full FI hơn, tại vì Full FI chạy máy nó mạnh, nó tròn và cái bộ nồi nó ok hơn, nó nhẹ xe lắm hơn. Xe không có hú bậy như thằng này nó số 3 thì hú. Dạ. 1, 2, 4 thì không hú. Cái số 3 nó hú gió quá anh, lỗi kỹ thuật. Dạ. Nhưng mà hầu như dòng Thái nào nó cũng vậy thấy. Rồi. Đây cho chúng ta xem mặt đồng hồ. Thiết kế mặt đồng hồ này thì nó đơn giản hơn. Đồng hồ cơ ha. Đời mới đồng hồ cơ ha. Cái này mới ra 2023 anh. Là có đồng hồ điện tử. Có điện tử luôn hả? Xíu đây nè anh. Dạ xíu đây nè. Cái đời đó thì Tiết Cương gọn lại. Chưa biết và chưa cập nhật được. Nhưng mà riêng đời này đời 2021 là họ còn cơ. Đó, maximum vẫn là 160 hai bên bằng nhau nha quý vị. Đó. Đây bên đây này thì đồng hồ điện tử. Electric. Đó, mặt đồng hồ thì một bên cơ bên điện tử. Mặc dù đời trước nhưng mà đã có đồng hồ điện tử rồi. Cái này thì có màu đen với màu đỏ hai màu ha. Thế màu xe đời xe màu xe ha. Thì anh nhớ cái Funeo này có này màu đen màu đỏ. Xanh
Đây là nó có màu màu trắng, màu trắng, màu đỏ, màu đen, màu đen bạc anh. Có màu trắng nữa hả? Màu trắng là hình như quay y mà. Không, Chanel luôn rồi. Chanel, anh chưa thấy. Nó có ba màu. À. Bên này cái còn đời này thì có. Bên này thì nhiều màu anh. Ủa cái này, bên này nhiều màu lắm, mà con cái màu xanh này là người ta thích nhất. Dòng Thái, là màu xanh thanh Thái. Mà nó mắc nhất trong cái dòng quay y Thái là cái màu. Coi như là cái màu này là biết xe Thái. Hồi bữa Tiến Cương có vô hãng Việt Nam á, review cái mua xe Fuest đó quý vị, thì có một cái bản xe này luôn. Và hỏi thì đây là trong hãng họ sơn độ theo của hàng Thái, và phải khi mình mua cái màu này thì phải phụ thêm là như 2 triệu 2,5 triệu gì quý vị, tiền để đổi màu á. Mà màu xanh nó cũng không bằng màu xanh của người ta mà. Mình đi sơn cái nào cũng cỡ không khó mà. Ủa mình dở cốp lên dở sao ta? Hai cái nó y nhau rồi. Nè, đẩy vô xe này chứ Cương chưa chạy qua đâu biết. Đó, cốp thì anh nghĩ chắc cái cốp này bự hơn. Cốp này rộng hơn, để được hai cái nón. Tại quý vị thấy không, cái bề ngang nó quá bự mà. Đó, cốp này mở ra. Nắn vô hả? Mùng đất trời. Nắn vô. Đó, lên cái cốp rồi lên. Này, cốp nhỏ hơn quý vị ơi. Bình xăng nhỏ hơn luôn. Đời sau này gắn bự về đi tỉa chạy đổ một lần thôi. Dán nó to hơn. Sáng mắt hơn rồi. Đó, thiết kế này rất là nhỏ. Cái này đựng nó bảo hiểm nhỏ vừa không vừa luôn. Giờ có áo mưa nhỏ. Cái này cái gọi như là cái thất bại của ngày xưa khi mà chưa có chú trọng về phần cốp, chỉ thiết về thiết kế máy móc và bên ngoài thôi. Là những đời sau này. Đó. Thì cốp lại này hơn ha. Bự nhất trong dòng, nếu mà số là cái này bự nhất, cốp bự nhất. Đó, quý vị nhìn tem thấy đẹp không? Thì cái tem của Fionel này có hai loại ha, một loại này với loại cánh chim ha. Đó là dạng phân theo cái đời. Neo cơ và neo kim á anh. Rồi neo cơ và neo kim. Cái này là kim kim khung. Rồi neo kim. Còn xăng cơ là neo cơ. Cả tem nó nhỏ hơn. Dạ, cái này là tem lớn. Không, cái loại có FI nhưng mà nó hình cánh chim nữa. Cũng có luôn. Có. Ừ. À. Đâu em thử em mở mạng em search đi. Em search coi các đời future FI đi. Anh nhớ là FI luôn mà nó có hai tem. Nên một loại tem này và một loại tem cánh chim thì là FI future nào hết. Nó tùy người thích thôi. Thấy cái tem này nó hẹp hơn. Đúng rồi, tùy người thích. Nhưng mà thì cái này hình như ngoài thị trường giá nó cao hơn. Nhưng mà một cái khuyết điểm mà của chung cả dòng quay Thái và của quay Việt Nam hay là Future thì đó là cái Cương nghĩ đó chính là cái hộp sao quý vị. Cái hộp sao nó là rất là nhỏ và rất là yếu. Cho nên đa số những người về họ hay độ phục. Họ thay phục nai của Thái để nó nhìn nó chắc hơn, nó đẹp hơn và nó hữu dụng hơn. Chứ quý vị nhìn thấy không? Thái xe gì đâu mà Thái phụ cũng tâm teo như cái Cương vậy. Nhìn nó không có chắc và chạy nó cũng không có ngon. Và đặc biệt của hai dòng xe này cái điểm khác nhau đó chính là của Thái là máy là nó màu đen đó Cường. Dạ. À, chạy cho mình coi em. Máy nó màu đen quý vị. Đó, bên này thì máy xi. Đó, lớp máy xi. Đó, là xi xanh, xi xám, xi xám. Còn này xe của Thái là nó đen ha. Máy cái đi. Này là bây giờ đời mới là đèn led có sẵn ha. Dạ, sẵn. Lên cái là cháy liền quý vị. Ủa này không cháy đâu. Cháy rồi ha. Cháy rồi ha. Tại ban ngày không thấy hả? Hàng Việt Nam vậy nha quý vị. Bữa vô quay mua chứ có review biết. Nó cây dạng châu Âu luôn vậy. Nó đi sương mù luôn. Và đây cái cải tiến của thằng mới bây giờ là cái bình nó nằm đây quý vị. Rất là tiện. Thay thế cũng rất là dễ. Nó mở cái ra đây. Cái thằng này thì người ta nói là cái bình này nó đang đây để bất tiện anh. Ủa gì? Dạ, bất tiện. Nó này nè. Anh muốn lấy ra anh gửi đúng rồi. Mà cái này thì nó lại rất là cứng. Dạ. Nó dễ bị gãy ngàm. À. Thì bây giờ cái thằng 2023 á, nó sẽ nằm trên đây. Họ thay đổi hả? Dạ, họ nằm bên đây. Họ chỉ gỡ cái miếng đây nè. Nó thấy cái không mẫu không đó. Nó sẽ cắt ngang đây, nó dở nhẹ lắm. Rồi, nó dẻo luôn. Ừ. Nằm bệnh đây.
đó, người ta nói này bất tiện quá, người ta mới cho lên 223 đây luôn. Đây nó có một cái hộp đựng đựng nước. À, nó đang ăn không phải không? Ủa mà 23 ngoài thị trường có chưa? Có rồi anh. Có rồi, về Việt Nam mình xong hết đó rồi đó. Sao em không mua chiếc cho anh review? Dạ. Nếu mà em có mua á, em mua con quay y mà anh bữa anh qua Thái á, con quay y 110 y á. À, anh thích chứ đó hả? Đó lại đời 23 mới. Em thích hả? Em thích nhưng mà nếu mà có mua của chiếc đó. Sao chị không mua đời này? Có con này rồi. Không, cái xe này phải nổi tiếng máy này đã hơn. Đã hơn cái gì không? Chứ đã quá quý vị ơi, quá im thì tim, và đặc biệt cái thiết kế của cái bô hả quý vị, thì Tiến Cương thích cái bô xi như vậy hơn, tại vì cái bô xi này nó kiểu nó giống như là rim hồi xưa á, thấy em ha, mạnh mẽ nó nhìn nó ấp. Còn những cái quay sau này mà nó nhìn không đẹp, họ kiểu mà họ sơn đen này thì Tiến Cương không thích quý vị, đó bản thân của Tiến Cương thôi. Còn mỗi người mỗi ý thích khác nhau, chúng ta không thể nào mà bắt phải thích giống mình, nhưng mà riêng bản thân Tiến Cương thì thích những cái dòng xe số mà cái bô là Bugatti nhìn nó chắc chắn, nó sáng và nó đẹp xe. Thì vừa rồi Tiến Cương có dọn xe thì Tiến Cương thấy một chiếc xe số mà đẹp xấu á, đầu tiên ta nhìn được cái bô trước. Cái bô à, nhìn nó như cái kiếm như vậy. Kiếm nó sáng bóng. Chứ quay Thái 110 cũng vậy đó. Chứ riêng Thái cũng vậy. Vô nhìn xe, cái bô đẹp đó thấy là thấy đã ăn mắt rồi. Mà cái bô xấu mất giá trị xe đó, 67 hay không ta đam cũng vậy. Nhưng mà những cái đời quay Thái sau này thì họ làm cái bô kiểu này là mình vô mình không có còn để xem được review được cái chất xe hay cái chất bô nữa. Làm đấy hình như những cái đời sau xe này toàn bô nó ná vậy không mình. Đúng rồi, nó nhỏ là đen vậy đó. Nó xấu à, trời, xấu yếu quá rồi, xấu yếu quá. Thấy cái bộ bự rồi mình đẹp, bộ xì sáng nhìn nó giống như quay Thái 110 ha, nhìn nó mạnh mẽ, khối luôn, nhìn chắc chắn và nó rất là đẹp quý vị. Đó là nhận xét riêng của Tiến Cương. Và nói về cặp bánh thì cả quay Thái và Future Nail đều là có bánh căm và bánh mâm hết, tùy chủ nhân và tùy người chơi họ thích cái dòng nào thì họ thích dòng đó. Thí dụ như có người thích bánh mâm, có người thích bánh căm. Mà một cái đặc điểm nữa là bánh thắng đĩa trước của Phu là đĩa lõm nha quý vị, giống như chiếc quay phát tài Tiến Cương đĩa lõm, cho nên muốn độ đĩa đời mới bây giờ phải gắn cái thớt đây nè, đĩa lõm. Vậy mà có nhiều quý vị khán giả cũng có đi chiếc Phu này mà giữ zin, nhưng mà ta độ hai chi tiết, đó là họ thay cái phục nai sao và độ đĩa sao. Dạ. Phá nhưng mà có nhiều người họ xe họ chạy họ mua bán họ độ thì giống như chiếc quay phát tài của anh là anh độ là coi như độ banh luôn, không nói thì anh độ rồi, anh độ rồi thì nó cho còn những cái dòng xe này thì giữ diêm đẹp hơn ha. Rồi đó, qua phần thứ gì, qua phần so sánh đó, đây có một chiếc nữa nè, là xả đi chiếc này giữ đó nha, chiếc này là 90 triệu á. Chiếc này 90 triệu á. Không có nghĩa đâu, nhưng mà Cường là toàn xe cỏ không có gì thôi. Đó, qua phần so sánh khập khiễng của Tiến Cương giữa hai dòng xe Phu và của quay đi Thái, thì nếu mà giá trị bây giờ, nếu một chiếc xe đẹp và một chiếc xe đập phòng thì Tiến Cương nghĩ hai chiếc xe giá trị nó cũng ngang nhau quý vị. Trên lệch không bao nhiêu, nhưng mà nếu mà để cho lựa chọn Tiến Cương là trong dòng hai dòng xe thì Tiến Cương xin phép được chọn dòng xe Full Neo của Việt Nam FI, bởi vì Tiến Cương thích kiểu dáng nó thanh mảnh, nhẹ nhàng và máy móc nó chạy im hơn. Còn nhưng mà nếu mà nói về những cái xe xưa thì hình Thái thì Tiến Cương hâm mộ đó là rim Thái và quay 110 của Thái, nó tùy dòng nha quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi clip Tiến Cương đã review nhẹ hai chiếc 125 phân khối FI với sự trợ giúp của anh Cường. Xin chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại clip sau. Chào.